Cả nhà đến kênh bà Năm chợ gạo. Hôm nay mấy đứa con nó về nấu hủ tiếu cho tụi nó ăn. Mời cả nhà vào biết với mình. Đi rửa thịt cái tép nha. Nhà con đi rửa rau. Chút vô cái mình bắt nước mình. Cái này chưa rửa nè. Ừ chưa con. Rồi giờ đi. Em ơi, chút rồi con lại con cắt củ cải nha. Mẹ bắt sang chung cút nó sôi rồi nó lấy cái nắp á. Đi đâu vậy? Con có cái gì hay lắm nè. Cái gì hay là sao? Cái nè. Trời ơi, cái gì? Tỏi ba màu. Rồi đã à ta. Ớt ngọt á, ớt tự trồng á. Ăn hết một đợt rồi. Gì hay? Vậy. Ăn hết đợt rồi, hổm tới tự trồng bự lắm mà không phải không có xịt thuốc rồi cho nên dồi. Ê đi coi hồ bơi đi. Con bắt đèn bên kia đi. Có gì hả hai?
tí xíu đi rồi nhà đi nước rồi để cô cải vô cải nhà nó mau chín rồi nha đi nó lên. Ở ngoài lấy hành rồi mình bỏ sao ta không biết. Thôi để vậy mình chế luôn. Mì ăn thấy sao không? Ngon quá nè. Mặn không? Mì con đang thấy vừa mẹ.
mẹ đi kìa mày.